khá xui. Nhưng mà bây giờ nó đóng cửa rồi, chắc mọi người chỉ đi xung quanh khu đây thôi. Tại vì ở đây cũng có các là tổ hợp, kiểu không phải tổ hợp nhưng mà kiểu có khá nhiều khu lâu đài rồi cái gì tượng đài gì ở đây ấy. Nên đây là lâu đài nó tích hợp, nhưng mà mấy điểm nó vẫn còn đóng cửa nên là không thể vào được. Và nhìn trời nó cũng không nắng nữa, chỉ có thế này thôi. Không biết bên trong có đẹp hơn không, nhưng mà đúng rồi đấy, đây là cái tượng đài của ông Robin Hood gì đấy, nhưng mà nó chỉ có thế này thôi. Bây giờ mới là tầm 4:45. Ngồi Old Square một lúc để chuẩn bị đi ăn ấy. Vừa chụp xong ảnh phim. Giới thiệu mọi người, đây là chị Phương. Flatmate của mình. Ừ, đi ăn flatmate. Mình thành quả chế độ kiểu blur luôn ấy. Trông cũng là một ấy. Trong đằng sau kiểu nó lơ cảnh luôn ấy. Cho tóc em một kiểu, tóc em một kiểu cảm giác như nó, em như nó kiểu này màu xám luôn ấy. Buổi tối ở đây nó lên đèn này, xong rồi có cái gì đấy không biết nữa, cái vòng quay này nó chớp chớp ấy nhá, như nó là cái light cái night light thì thế á hả. Trong buổi tối mẹ ngáo, mấy chú áo vàng này là security. Không biết buổi tối ra đây có chú được không. Xe kem đây là ba chỉ răng mè, đây là ốc, đây là những ốc xào dừa baby là ở đúng rồi đấy.
bánh crepe. Hình như đây là cái bông hoa mà sau mình đứng xuống dưới nó sẽ nở to ra. Đây này, nó to như cái bên này này. Cái này đang đóng. Đấy, không biết là mọi người nhìn thấy không nhưng mà bên kia nó đang biểu diễn cái gì đấy. À, trên cái tường ấy.